Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thắng về rồi, trên con đường nhỏ đã khuất bóng, tôi cũng thất thểu quay lưng đi vào nhà. Lòng tôi nặng nề một cảm giác khó tả. Ngồi xuống ghế, tôi đưa tay cầm bình trà rồi rót ra cho mình một ly. Vị trà nóng đắng thấm vào cổ họng rồi trôi tuột xuống, sau đó dịu lại. Dư vị này cũng giống như cảm xúc của tôi hiện tại, có ngọt, có đắng, có cả những sóng sánh trong nỗi lòng mà chẳng biết mình phải xử lý thế nào. Một bên là cuộc đời mình, một bên là tiếng đời dị nghị. Tôi chẳng biết mình phải sống sao cho trọn vẹn được, nên vừa uống trà mà tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm. Trên mi mắt tự lúc nào cũng đã ươn ướt những giọt lệ lăn dài. Ba tôi từ đằng sau đi ra, ông nhìn tôi rồi lại lắc đầu thở dài. Giọng ba ôn tồn hỏi. Thằng Thắng nói gì với con mà con buồn vậy Huyền? Tôi quay lại nhìn ba, sau đó vội đưa tay lên lau nước mắt rồi bình tĩnh lắc đầu. Không có gì đâu ba, tại con nhớ lại những chuyện cũ nên buồn thôi. Con có muốn ba kể về thằng Thắng cho con nghe hay không? Đột nhiên ba lại nhắc đến Thắng, khiến cho lòng tôi trỗi lên những tò mò. Và bất chợt tôi lại nhớ những câu nói không đầu không đuôi của Thắng. Thật khó hiểu, nên sẵn ba đang định kể gì đó tôi liền gật đầu. Ba kể đi ba, con đang nghe ạ. Ba tôi gật đầu, ánh mắt sau lớp da nhăn nheo lại ánh lên niềm trăn trở. Ba từ từ ngồi xuống châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng hút. Sau khi làn khói trắng được phả ra, ba nhắm mắt nhớ lại rồi lên tiếng. Con có nhớ cái ngày con bị thằng Phong chắn đường rồi giở trò bậy bạ với con hay không? Tôi gật đầu và nóng lòng nghe tiếp. Tự dưng ba nhắc lại ruột gan tôi cũng như từng đợt cuộn lên. Con nhớ, mà sao ba lại hỏi vậy hả ba? Ừ, đêm đó thằng Thắng có ngồi lại. Ban đầu nó định giấu ba, nó cứ vòng vo hỏi thăm sức khỏe của ba mãi. Rồi không hiểu sao, một lúc suy nghĩ nó lại kể hết cho ba nghe. Nó nói nó cũng muốn giấu ba lắm, nhưng nó sợ con là con gái. Nếu không có ai biết chuyện mà đứng ra bảo vệ con, thì chắc chắn con sẽ lại bị gia đình thằng Phong làm phiền hoài. Rồi mọi người xung quanh không rõ sự việc sẽ đi buôn lê đủ chuyện, nên nó quyết định kể cho ba nghe. Và sau khi nó kể xong, nó còn xin phép ba từ nay về sau ba cho nó được bảo vệ cho con. Nếu gia đình thằng Phong mà còn gây rắc rối cho con thì ba cứ gọi cho nó, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào nó cũng sẽ chạy đến để lo cho con. Lúc đó nghe nó xin phép ba như vậy, ba cảm động lắm. Vừa cảm động lại vừa căm phẫn tột độ khi nghe thằng Phong muốn hại con. Và trước khi ba gật đầu đồng ý với nó thì ba cũng có hỏi nó một câu là: bác cảm ơn con, nhưng con cho bác hỏi tại sao con lại muốn bảo vệ cho con Huyền vậy hả? Bác thì không khó, nhưng con biết đấy, bác không muốn con Huyền phải chịu thêm bất cứ điều tiếng gì không hay nữa. Với lại bác cũng chưa muốn nó vừa ly hôn đã trao tình cảm trai gái cho người khác. Nên bác hỏi thật, con và con Huyền, hai đứa có trao tình cảm cho nhau rồi hay chưa? Ba hỏi nó vậy đó. Nó cũng thật thà, nó cho ba biết là nó thương con từ những ngày còn đi học, nhưng âm thầm không nói cho con biết. Ngày ba mẹ nó sang đây dạm hỏi con không chấp nhận nên nó buồn luôn đến bây giờ. Và chuyện vợ chồng nó thì ba cũng có kể cho con nghe rồi đấy. Thằng Thắng nó bị gài thôi. Im lặng một lúc, ba đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi nói tiếp. Ba thấy thằng Thắng nó cũng tốt, nên thôi, nếu con có tình cảm với nó thì cứ tiến tới đi Huyền.
Bà già rồi không sống được lâu mà lo cho con nữa, nên dù gì có một tấm chồng cũng đỡ hơn đó con. Bà nói đến đâu tôi bất ngờ đến lặng người đến đó, vì tôi không nghĩ Thắng đã thương tôi trong một thời gian dài như vậy. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, thì tôi cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp một mối quan hệ nữa. Nếu là tôi ngày xưa, tôi sẽ bất cần sai đúng, bất cần mọi cản trở từ người ngoài để yêu Thắng bằng một tình yêu nồng nhiệt nhất. Nhưng với tôi bây giờ, tôi muốn mình tập sống chậm lại. Cũng như có lần Thắng đã nói, có những chuyện tôi nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Vì nếu tôi quyết định vội vàng, thì đến khi kết cục không như mong đợi, chẳng những ảnh hưởng không chỉ riêng tôi, mà còn ảnh hưởng cả những người thân bên cạnh. Thắng đã nói như thế với tôi lúc tôi vào Sài Gòn với Thắng. Và hôm nay chính những trải nghiệm thực tế tôi mới nhận ra, Thắng nói rất đúng. Đành thở dài, tôi nhẹ giọng trả lời ba tôi. Con cảm ơn ba đã hiểu cho con. Nhưng mọi chuyện cứ để thời gian an bài đi ba ạ. Bây giờ con chỉ muốn ở nhà lo lắng chăm sóc cho ba thôi. Con không lấy chồng nữa cũng được. Con nhỏ này lại được cái nịnh ba rồi. Nịnh ba con chứ có nịnh ai đâu hả ba? Ừ đúng là con gái rượu của ba. Tôi mỉm cười cúi đầu trước ba. Ba tôi cũng cảm động đưa tay qua xoa đầu tôi. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại và tương lai tôi để cho thời gian quyết định. Tôi bây giờ chỉ muốn ở cạnh ba. Mong không mang ưu phiền đến cho ba là tôi vui rồi. Qua ngày hôm sau, sáng sớm tôi đi dậy từ nhà đến trường, đã nghe nhỏ to mọi người bàn tán ra vào chuyện gia đình tôi và gia đình Phong ẩu đả nhau hôm qua rồi. Nhưng không như những lần trước, họ nghe lời từ một phía gia đình Phong và nói tôi là gái lăng loàn, mất dạy với mẹ chồng, nên chồng bỏ, rồi tôi còn bỏ chồng theo trai. Vân vân đủ chuyện họ bịa đặt, thì bây giờ tôi lại nghe do gia đình Phong ăn ở bất nhân, hành hạ con dâu rồi đuổi con dâu đi. Sau đó giữa con dâu mới về, nó cắm lại cho mấy cái sừng. Họ còn bảo thấy tội nghiệp tôi, bị chồng bỏ tới bỏ lui rồi còn theo phá. Đại đa số họ nói như thế, nhưng cũng có một hai lời nói cũng không hay. Tôi nghe qua như vậy rồi cũng thôi, vì tôi đã quá quen với những chuyện này nên không lấy gì làm lạ cả. Và cũng nghĩ đơn giản rằng miệng họ, họ có quyền nói. Nói rồi họ sẽ thôi. Việc mình thấy đúng thì cứ làm. Cuộc đời của mình không cần phải sống theo ý của người khác. Thế nên tôi nghe xong chỉ đành thở dài, rồi đi nhanh lên trường. Thế nhưng tôi nghĩ đơn giản, chưa chắc người khác cũng nghĩ đơn giản như tôi. Mọi chuyện rắc rối tiếp theo là từ khi tôi đặt chân đến trường. Bình thường phụ huynh đưa bé đến học xong là vội vàng chạy đi làm, chẳng có ai có thời gian để tụ tập cả. Thế mà hôm nay tôi vừa mới đến đã khá bất ngờ khi một tốp phụ huynh đứng ở bên trường. Tôi dừng xe ở cổng, mọi người liền xì xào to nhỏ. Có cả cô hiệu trưởng đứng giải thích với mọi người và có cả những người quá khích. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã lớn giọng gay gắt nói: "Cho cô Huyền nghỉ dạy hoặc con tôi nghỉ học. Loại cô giáo nhân phẩm không có thì lấy tư cách gì để dạy học sinh?" "Đúng, cho cô Huyền nghỉ đi. Cho nghỉ đi." Tôi đứng thất thần, cổ họng nghẹn lại khi nghe những lời chửi rủa đó. Tôi có làm gì nên tội đâu chứ? Tôi có sai đâu, tại sao họ lại nói tôi không có nhân phẩm? Bao năm qua tôi dạy bao nhiêu em khôn lớn, chưa bao giờ tôi đánh hoặc mắng chửi các em nửa lời. Tôi luôn dùng cái tâm cái đức của mình để yêu thương bọn trẻ, vì tôi hiểu được cảm giác vắng đi tình yêu thương khi còn nhỏ. Nên tôi luôn dành tất cả yêu thương mà quan tâm đến các em, để các em đến trường trong trạng thái thoải mái nhất. Bao nhiêu đó đối với họ là tôi mất nhân phẩm, chẳng có đạo đức hay sao? Thế đối với họ đạo đức là gì? Nhân phẩm là gì? Là ngọt ngào đầu môi, là phải có cuộc sống bên ngoài luôn hạnh phúc trong mắt người khác, thế mới là đủ nhân phẩm hay sao? Cuộc đời này không tròn vẹn đâu phải do tôi muốn. Không lẽ với họ ly dị chồng là tôi sai, là tôi không còn có quyền ngồi ở nhà trường hay sao chứ? Sao họ vô lý đến như vậy? Tôi ức đến mức chẳng thể thốt nên lời, định bụng lên tiếng hỏi lại những người đó vì đâu lại phản ánh tôi. Thế nhưng tôi mới vừa định lên tiếng thì mấy chị em cùng trường đã kéo tôi đi nhanh vào. Họ nói cho tôi biết
Nếu tôi đứng đó đôi co với phụ huynh thì cũng chẳng giải quyết được gì, lại càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng hơn. Nghe mọi người nói cũng có lý nên tôi đành nghe theo, rồi đi thẳng một mạch vào trong để cho cô hiệu trưởng xử lý mọi chuyện. Tôi đi vào phòng hiệu trưởng ngồi, nước mắt lần lượt chảy dài không cách nào kiểm soát được, cho đến khi chờ tầm một tiếng. Thì cuối cùng tôi cũng thấy cô hiệu trưởng đi vào, trên tay cô đang cầm một xấp hồ sơ và một phong bì trên tay. Tôi cứ nghĩ đó là hồ sơ của một giáo viên mới xin vào, ai ngờ đến khi thấy cô đặt nó lên bàn, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra đó là hồ sơ cá nhân của chính tôi. Cô ý cô là... Tôi run run cất giọng hỏi, cô hiệu trưởng chỉ nhìn tôi liên tục thở dài. Đặt hai tay lên bàn, cô nói. Chuyện lúc sáng em đã chứng kiến, chắc em hiểu cô đang muốn nói gì đúng không Huyền? Tôi như kích động khi nghe cô bảo thế. Hai tay tôi bất chợt run lên bần bật, cả khuôn miệng cũng va vấp vào nhau mãi mới có thể lấy lại bình tĩnh mà giải thích cho cô nghe. Nhưng mà mọi chuyện có liên quan gì đến em đâu cô. Miệng của họ, họ muốn nói sao chả được. Quan trọng là em không có làm gì có lỗi cả. Và em cũng chưa một lần làm sai quy định của nhà trường. Thế thì cô lấy lý do gì để đuổi em hả cô? Cô biết em không làm sai quy định, cũng biết em rất giỏi, nhưng em thấy đó, bao nhiêu phụ huynh yêu cầu cho em nghỉ việc, nếu em không nghỉ thì họ sẽ không cho con học ở đây nữa. Ngoài kia bao nhiêu trường đang mở, nếu cô không xử lý tốt chuyện này thì làm sao phụ huynh tin tưởng nhà trường được em? Nhưng cô nghĩ họ nói cũng đúng, một giáo viên đời tư rất quan trọng, em như thế nào nên họ mới phản đối gay gắt như vậy thôi. Em cũng nên nhìn nhận lại mình đi. Cô suy nghĩ kỹ lại đi cô. Trong chuyện này cũng đâu phải do em ạ. Thôi, không nói nữa, đây là tiền lương tháng này của em. Hy vọng em hiểu và thông cảm cho nhà trường. Tôi như chết lặng khi nghe những lời nói từ phía cô hiệu trưởng. Tôi uất ức nhưng biết rằng có cố giải thích thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng nghe. Thế nên tôi chỉ biết bất lực ngồi nghe cô nói. Và rồi khi tôi rời đi, trên tay chỉ cầm những giấy tờ quan trọng mà trường đã giữ của mình với số tiền lương được nhân 2 trong tháng. Bước ra khỏi trường, bầu trời đối với tôi bỗng như một màu u ám. Vừa chạy xe tôi vừa đưa tay lau nước mắt, rồi lại tự cười đau đớn. Xinh đẹp, học thức cao, nghề nghiệp ổn định, tôi có tất cả những gì mà ngoài kia bao người mơ ước. Thế nhưng bây giờ tôi lại nhận được gì? Một hôn nhân đổ vỡ, một nghề nghiệp bị vùi dập. Tôi thất bại, thật sự đã thất bại rồi. Về đến nhà tôi lầm lũi đi vào, đôi mắt sưng húp chẳng mảy may quan tâm. Những người thợ xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chắc là họ bất ngờ vì không hiểu sao tôi đang đi làm lại về nhà ngay giờ này. Bên ngoài tiếng mấy người thợ nói chuyện rôm rả, tiếng gạch va vào nhau lộp cộp, còn tôi nằm vật ra giường ở bên này, kéo chăn trùm kín người, rồi tôi nức nở khóc trong đó. Thật sự lúc này đây tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình đang thực sự như thế nào nữa. Chỉ thấy vô cùng chán trường khi mọi chuyện xui xẻo lại ập vào với tôi. Trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, nó khiến cho tôi chẳng đủ thời gian để chống đối lại. Cuối cùng để lại trong tim tôi còn đó là những nỗi mệt nhoài. Tôi nằm một lúc thì ba tôi đi vào. Ba đứng bên giường giọng nói buồn bã lên tiếng. Lúc nãy ở ngoài chợ, ba nghe mọi người ồn ào nói về chuyện của con. Có đúng không Huyền? Tôi từ từ kéo chăn ra rồi ngồi bật dậy đối diện với ba. Tôi sụt sùi hồi lâu, gương mặt ướt nhòa nước mắt và nói. Con cũng không hiểu tại sao họ lại đồn đoán như thế nữa ba ạ. Trong khi đó đâu phải họ không biết gia đình Phong như thế nào. Tại sao họ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu con cơ chứ? Không phải do họ tự nhiên nói đâu con. Là do con quyên em thẳng Phong đấy. Là do con quyên. Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn ba, chăm chú lắng nghe ba tôi kể lại mọi chuyện. Càng nghe tôi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Và rồi sau khi nghe xong câu chuyện, tôi nhanh chóng bật dậy rồi tỏ ra vô cùng tức giận. Nhanh chóng dẫn xe ra khỏi nhà và chạy đi. Con đường quen thuộc mà ngày xưa, mỗi khi đi qua tôi thường nôn nao trong lòng. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại trong tôi là sự thù hận không nói thành lời. Vừa chạy xe, lồng ngực tôi vừa đập mạnh, nó dồn dập đến mức muốn hối thúc tôi đi nhanh qua đó để gặp con Quyên,
mà bóp cổ cho nó chết tôi mới hả giận. Không phải tự nhiên tôi lại hận thù một người nhiều như thế, nhưng là do nó. Mọi chuyện từ khi tôi quen và yêu Phong cho đến khi tôi về làm dâu làm vợ anh nó, cũng là do nó gây ra những chuyện chia lìa, là do nó nên cuộc đời tôi bị vùi dập. Cứ nghĩ khi tôi rời khỏi gia đình, nó sẽ hả dạ mà không gây chuyện với tôi nữa. Thế nhưng không, càng ngày nó như hồn ma đeo bám tôi. Đến ngày hôm nay, nó đã coi sự nhẫn nhịn của tôi là vô nghĩa, thì tôi cũng không cho phép mình nhịn nó thêm một lần nào nữa đâu. Đá chống xe xuống dựng giữa sân, tôi nhanh chân đi vào, cả người hừng hực cơn nóng giận. Cùng lúc vừa hay thấy Phong đang từ trong nhà dẫn xe ra. Nhìn thấy tôi, Phong không khỏi bất ngờ cứ dụi mắt nhìn mãi. Chắc là anh ta không ngờ là tôi sẽ sang đây lần nữa. Mất mấy giây để nhận ra rõ ràng là tôi. Phong ngập ngừng, lập tức dựng chiếc xe lại rồi anh ta đi tới. Đứng đối diện với tôi, Phong niềm nở nắm lấy tay tôi rồi hỏi han dồn dập. Huyền, sao em lại sang đây? Có phải em suy nghĩ kỹ rồi nên em quay về không hả Huyền? Trái với ánh mắt tràn ngập sự hy vọng của Phong, tôi lạnh lùng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấy. Tôi nghiêm túc nhìn Phong rồi lớn tiếng hỏi. Con Quyên có nhà không? Anh cho tôi gặp nó đi. Phong bị tôi phũ phàng rút tay ra, gương mặt anh ta đông cứng lại rồi gượng gạo trả lời. Con Quyên còn trong phòng, em gặp nó có chuyện gì không Huyền? Hay là em lại bàn ngồi uống trà nói chuyện cùng với anh nha Huyền? Mấy tháng nay anh nhớ em lắm. Tôi không muốn nói chuyện với anh, kêu con Quyên ra đây. Tôi bực mình nên quát lớn. Phong nhìn thái độ giận dữ của tôi nên không nói gì thêm nữa. Anh ta định quay vào trong nhà gọi con Quyên ra. Nhưng Phong vừa quay chân thì từ trong nhà con Quyên đã bước ra. Bộ đầm ngủ hai giây sập sạch, đầu tóc hơi rối, khuôn miệng còn ngáp ngắn ngáp dài biểu hiện chưa tỉnh cơn buồn ngủ. Nó đi ra chưa nhìn rõ là tôi đang đứng, nên chỉ cào nhau với riêng Phong. Anh hai làm cái chi mà ồn ào dữ vậy hả? Hồi khuya này em đi chơi về trễ, anh hai có thể nói bạn anh giữ im lặng cho em được hay không hả? Trông thấy con Quyên, tôi không để Phong kịp lên tiếng. Tôi liền khoanh tay trước ngực, thái độ bình thản nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng cuồn cuộn như bão biển đang hoành hành. Tôi giữ cho mình bình tĩnh rồi trả lời nó. Là tao đang ồn ào đây này, mày tỉnh ngủ chưa? Đứng đây nói chuyện với tao. Con Quyên ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng tôi, lại thấy tôi đang đứng trước nhà nó. Nó giật bắn cả người, cơn buồn ngủ và cái mặt ngáo ngơ cũng liền bừng tỉnh hẳn. Mặt nó tái đi rồi lắp bắp hỏi tôi. Chị đến đây làm gì hả? Ai cho chị vào nhà tôi? Tôi đi tới gần nó rồi đanh giọng nói. Kiếm chuyện với mày. Con Quyên lấm lét trả lời. Kiếm chuyện gì chứ? Tôi liên quan gì đến chị? Tôi thẳng thừng lên tiếng. Mày có chắc là không liên quan đến tao không? Mấy hôm nay mày đã nói gì với người khác về tao hả? Đừng nói không có. Mở miệng ra nói không có, tao tát gãy răng đấy. Tôi vừa nói vừa giơ tay lên hành động như chuẩn bị tát vào mặt, nên Quyên nó sợ liền núp vào người Phong rồi lên tiếng bảo Phong. Anh hai, đuổi chị ta ra khỏi nhà mình đi, chị ta điên rồi. Phong liếc nhìn nó biểu cảm có phần khó chịu, nhưng rồi Phong cũng quay sang tôi. Anh ta thấp giọng nói. Có chuyện gì thì từ từ em kể anh nghe rồi anh dạy lại nó. Dù sao cũng từng là chị em với nhau. Em ra tay đánh nó trong nhà anh thì cũng không hay ho gì đâu Huyền. Nghe mấy chữ từng là chị em trong nhà từ miệng Phong thốt ra mà tôi chỉ cảm thấy nực cười. Nhìn thẳng anh em họ bằng ánh mắt tức giận. Tôi nói, tôi chẳng có phước để làm chị em với cái hạng người như nó. Sẵn có anh ở đây, tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ. Tôi và anh ly dị rồi. Tôi đã là người tự do không hề ràng buộc đến gia đình anh nữa. Tôi có thể yếu đuối trước cuộc đời của tôi, nhưng không yếu đuối đến mức để người ta muốn nói gì mình cũng được đâu. Bây giờ anh tránh mặt để nó ở đây nói chuyện phải trái với tôi. Nó mà không nói rõ ràng cho nọt lỗ tai của tôi thì tôi sẽ đi kiện nó về chuyện bịa đặt và loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và cả chuyện tôi bị cho nghỉ việc cũng vì cái miệng của nó. Theo tôi biết cái tội này nhẹ nhẹ thì phạt một số tiền, hai là phạt tù từ 1 đến 3 năm đấy. Bây giờ anh hỏi em gái anh nó muốn như thế nào đi. Tôi nói dứt lời, Phong liền quay sang nhìn Quyên bằng ánh mắt hoài nghi, rồi lớn tiếng tra hỏi nó.
Quyên, chuyện này là sao hả? Quyên thấy Phong không bênh vực mình, ngược lại còn lớn giọng hỏi tội. Cô ta nhanh chóng trở mặt, đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng. Quyên hất mặt lên nhìn tôi, rồi nhìn sang Phong, biểu cảm không hề kiêng nể. Đến bây giờ, anh còn bênh vực nó hả anh hai? Anh không thấy chị ta hắt hủi anh à? Em chỉ thay anh ấy, lấy lại công bằng thôi. Bốp. Bất ngờ Phong thẳng tay tát vào mặt Quyên không thương tiếc. Rồi Phong trừng mắt giận dữ, gằn từng giọng lạnh lẽo nói với nó. Ai mượn mày đòi lại công bằng cho tao hả? Tao nói cho mày biết, mọi chuyện có ngày hôm nay là do mày đấy. Tất cả là do mày. Quyên bị đánh bất ngờ nên không né được. Nó lãnh trọn cái tát vào mặt khiến cho gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nó mở to mắt nhìn Phong, hai mắt rưng rưng rồi khóc ầm lên. Anh hai, anh đánh tôi à? Anh vì con đàn bà này mà đánh tôi. Phong với hai ánh mắt đỏ lên, anh bất lực cau mày nhìn nó. Ngày hôm nay, tao mới đánh mày là đã quá muộn rồi. Đáng lẽ ra tao phải dạy mày sớm hơn thì mọi chuyện chẳng có ngày hôm nay. Anh, mẹ ơi, anh hai đánh con mẹ ơi. Còn Quyền khóc ầm ĩ khiến cha mẹ mình từ trong nhà lật đật chạy ra. Bà nhìn thấy tôi chợt đứng hình ngay lập tức và không khỏi ngỡ ngàng. Bà thốt lên. Huyền, con mới qua hả con? Tôi gật đầu với bà trong im lặng. Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà bây giờ tôi có thể dành cho bà. Quyền thấy mẹ nó chỉ lo hỏi tôi. Nó lại càng bực dọc ngúng nguẩy khóc lớn hơn. Mẹ không quan tâm con gì cả. Mẹ Phong vội thu tầm mắt đang nhìn tôi rồi quay sang Quyên. Thấy con gái bị đánh đỏ cả mặt, bà sốt ruột vội đưa tay lên, xoa xoa lấy mặt con gái bà rồi đánh tiếng hỏi. Con làm sao mà ra nông nỗi này, ai đánh con hả Quyên? Quyên ấm ức, liếc ngang tầm mắt nhìn Phong lớn tiếng nói. Là con trai mẹ đấy, anh ta bênh bà Huyền mà đánh con kìa. Phong, chuyện này là sao hả Phong? Sao con lại đánh em nó? Dù sao nó cũng là con gái mà con. Mẹ muốn biết chuyện thì cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ đấy. Mọi chuyện là sao? Tụi bây cứ đổ qua đổ lại vậy hả? Đứng đợi không thấy ai nói, lại kéo dài thời gian hoài, nên tôi liền lên tiếng trả lời. Bác không cần hỏi ai, chỉ cần bảo con gái bác trả lời cho tôi nghe. Tại sao nó lại đi đồn khắp xóm rằng tôi bỏ chồng, rồi lại theo trai hả? Bác và người nhà mình nên nhớ cho rằng, ngày anh Phong rước tôi về, một hai hứa với tôi không để tôi phải chịu thiệt thòi. Cũng hứa sẽ bảo vệ tôi trước gia đình anh ấy. Thế cuối cùng thì sao? Chỉ một hai ngày trôi qua, bao nhiêu chuyện bể dâu đổ lên đầu tôi vì cái miệng của con Quyên. Vợ chồng tôi mới cưới đã phải đưa nhau lên tòa ly hôn. Chồng tôi chưa kịp mặn nồng đã đi ngủ với con khác. Cho tôi hỏi ví dụ đặt trường hợp con Quyên đi lấy chồng, gia đình chồng nó đối xử với nó như tôi ngày đó. Thì bác và gia đình bác có cào nhà người ta ra hay không hả? Đằng này ba con tôi nhịn nhục tất cả, thế mà cũng chẳng vừa bụng mấy người. Giờ đây đã mấy tháng trôi qua, cứ ngỡ đã yên ổn, thế mà chính nó một lần nữa lại đâm chọc, để mọi chuyện rối tung rối mù lên. Công việc của tôi cũng vì nó mà phải bị cho thôi việc. Các người cảm thấy làm thế có ác độc quá hay không hả? Tôi nói một mạch ra, lần này tức lắm nhưng không yếu đuối mà khóc lên nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt bằng sự hận thù. Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa trong trái tim cũng như đang bị ai đó bóp nghẹt. Vui sướng gì đâu khi phải đến đây đôi co với gia đình chồng cũ. Nếu như sự việc chẳng có gì to tát, thì chắc chắn không bao giờ tôi hành xử thế này đâu. Nghe tôi nói xong, Phong chỉ trầm mặc nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cùng với sự hối lỗi ngập tràn. Anh cúi đầu nghẹn giọng nói. Anh thay mặt gia đình anh, mà cả anh nữa xin lỗi em. Sau những gì đang xảy ra, anh biết mình và gia đình mình sai rồi. Anh sẽ dạy lại em gái mình và không để nó ăn nói hàm hồ như thế nữa. Mong em thông cảm và bỏ qua cho nó lần này. Bỏ qua, thông cảm. Thế công việc, danh dự của tôi ai thông cảm? Bỏ qua cho tôi đây hả anh Phong? Còn nữa, chuyện tôi và Thắng, tôi đã tự do rồi. Thì dù tôi có yêu ai, thương ai, đó cũng là quyền của tôi. Tại sao nó lại nói với người ta tôi có chồng còn lăng loàn bên ngoài? Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ. Nếu nó không nói rõ ràng với tôi thì nó cũng đừng mong tôi để yên cho nó nữa. Mẹ Phong đứng đó, bà nghe rõ từng lời tôi nói. Gương mặt bà nhanh chóng tỏ ra vô cùng tức giận. Tôi cứ nghĩ bà tức giận là do tôi tới đây mắng chửi con gái bà.
Nhưng tôi lại không ngờ tôi vừa nói dứt lời thì bà lại quay sang một lần nữa, trên mặt con Quyên nhận thêm một cái tát. Nó choáng váng, hai tay ôm lấy mặt rồi hét lên. Mẹ, mẹ bị điên hả? Sao tự nhiên đánh con? Mẹ Phong đanh mặt trừng mắt nhìn con gái, bà nói. Đúng, mẹ điên, nên mới không dạy được con mình sớm hơn, để ngày hôm nay gia đình xảy ra cớ sự thế này. Mẹ không ngờ đó Quyên, không ngờ bụng dạ con lại xấu xa như thế. Anh hai con nói đúng đấy, gia đình này không dạy con nên con mới hư. Con làm giết, mẹ bênh vực con hết nổi rồi. Mẹ và anh hai bị điên hết rồi. Tại sao hai người không tin con, lại đi tin chị ta chứ? Là chị ta đặt chuyện hại con đấy. Đến giờ phút này con Quyền vẫn ngoan cố. Tôi không nhịn nó nổi nữa, liền nhìn thẳng nó, tôi nói. Tao đặt chuyện hại mày, mày nghĩ tao rảnh như thế à? Một lần nữa tao hỏi mày, tại sao mày lại làm như thế? Mày mà còn chối, tao tát vỡ mặt mày đấy. Con Quyền thấy tôi làm căng, lại nhìn mẹ mình và anh hai đứng đó chẳng thèm quan tâm tới mình. Mặt nó có chút biến sắc và lo sợ, thế nhưng khuôn miệng vẫn còn cứng lắm. Ừ, là tôi làm đấy. Tôi nói với mọi người đấy. Ai bảo chị lại thích anh Thắng của tôi làm chi? Tôi là tôi nói đúng mà. Chị đã một đời chồng rồi, chị không xứng với anh ấy. Tôi nghe nó nói liền vô thức bật cười. Con Quyền này không ngờ nó vô lý đến thế. Thắng là của mày à? Tôi hỏi ngược lại nó. Nó nghe tôi hỏi xong liền lắp bắp mãi mới trả lời. Ờ, anh Thắng là của tôi. Tôi không cho phép chị giành anh ấy. Tôi gật đầu đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại. Nhấn vào số của Thắng, tôi đưa ra trước mặt con Quyên và gọi. Đồng thời cũng nói luôn với nó. Thật sự tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rảnh rỗi đến đây để giành trai với mày. Nhưng chuyện này liên quan đến công việc và nhân phẩm của tao, thế nên tao không bao giờ bỏ qua được. Bây giờ tao sẽ gọi Thắng đến để chúng ta ba mặt một lời. Tao cũng muốn hỏi coi Thắng quen mày khi nào. Tại sao lại để bạn gái ăn nói hàm hồ như thế? Tôi vừa trả lời con Quyên vừa nhấn phím gọi. Tiếng tút tút nhanh chóng được vang lên. Cũng là lúc con Quyên như nổi điên. Nó nhào đến chụp ngay chiếc điện thoại của tôi, rồi quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành. Nó liên tục lên tiếng. Chị không có quyền gọi cho Thắng. Chuyện này là chuyện của tôi và chị, không liên quan gì đến anh ấy cả. Chị định gọi anh ấy đến để nói xấu tôi cho anh ấy nghe đúng không? Chị là đồ độc ác. Lâu lắm rồi tôi mới tìm ra được một người thích hợp với mình. Tôi sẽ không bao giờ để cho chị xen vào phá hoại đâu. Nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, tôi càng nổi nóng hơn với sự cố chấp đến vô lý của con Quyên. Nhanh chóng tôi tiến đến, dùng hết sức liên tục vả vào mặt nó, tôi gằn giọng. Mày điên rồi, để tao trị cho mày hết điên. Tao chưa từng thấy ai yêu mà điên cuồng như mày. Bất chấp sai trái, ai mày cũng nghi ngờ hết. Mà chưa chắc người ta có yêu mày hay không nữa. Con Quyền đứng nhìn tôi. Nghe tôi nói, nó càng cười ha hả như một con điên. Rồi nó lao vào cấu xé tôi như một tội đồ. Và luôn miệng hăm dọa tôi nữa. Lần này tôi sẽ cho mọi người xung quanh biết thêm về chị. Họ sẽ biết chị là một giáo viên. Nhưng vì giành trai mà đánh lộn với em chồng. Lúc ấy chắc sẽ đẹp mặt lắm đó chị dâu à. Mày... Tôi thở mạnh rồi định giang chân đạp mạnh nó ra. Nó điên rồi. Con người không có lý trí như nó. Có đánh có chửi tôi nghĩ cũng chỉ vô dụng. Có khi đánh xong tôi lại bị buộc vào tội cố tình đánh người tâm thần nữa. Nên tôi nghĩ sẽ không hơn thua với nó nữa. Mà sẽ nhờ vào pháp luật nghiêm trị nó. Chứ tôi không thể nào để mặc cho nó tác ai tác quái. Rồi vu khống tôi như thế mãi được. Nhưng không ngờ khi tôi vừa định đẩy nó ra. Thì phía sau tôi... Phong đã nhanh chóng đi tới kéo con Quyên ra khỏi người tôi. Anh ta xô nó một cách mạnh, khiến nó ngã chổng vó ra sân. Vừa hay bên ngoài cũng có tiếng xe máy đang chạy vào. Tôi nhìn ra ngoài không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra là Thắng lại chạy sang đây. Vừa đá trống xe xuống, gương mặt điển trai đến quen thuộc ấy. Chẳng mảy may nhìn mọi người xung quanh, hỏi coi tình hình là thế nào. Thắng chỉ dùng ánh mắt nhìn lo lắng, dán chặt vào người tôi. Quan sát tôi từ dưới lên trên, sau đó dừng lại nơi gương mặt đầy mồ hôi và có mấy vết chảy vì đánh nhau với con Quyên. Giữa chốn bao người, Thắng không nói không rằng, chỉ thở mạnh một hơi, cứ thế đưa tay kéo trọn tôi vào người Thắng, rồi ôm chặt. Tôi hơi khựng lại trước hành động này của Thắng,
Trái tim trong lồng ngực cũng vội vã đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Khi mà bên cạnh tôi, hơi ấm của Thắng đang âm thầm bao phủ. Bên kia nhìn cảnh tượng này, Phong có chút buồn bã. Nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi không nhìn chúng tôi. Giờ phút này tự dưng tôi lại thấy thương cho Phong. Sau tất cả, một người đàn ông nhu nhược và không có chính kiến thì người chịu thiệt thòi lại chính là anh ta. Còn Quyên, nó nhìn thấy tôi và Thắng ôm nhau. Hai mắt nó càng hằn lên những tia giận dữ và đầy tính sát thương. Nó nhìn tôi, càng nhìn lại càng thêm chán ghét. Nhưng giờ phút này không hiểu sao, nó lại không chửi đồng lê như nãy giờ nữa, mà ngược lại nó cứ nhìn chúng tôi rồi nghẹn ngào thốt ra lời. Anh Thắng, chị ta là chị dâu của em. Chị ta với anh hai em đã mặn nồng rồi. Anh làm như thế anh không thấy xấu hổ hả anh Thắng? Thắng nghe nó nói, chẳng những Thắng không buông tôi ra, ngược lại Thắng còn ghì chặt tôi vào ngực. Rồi Thắng nhìn con Quyên, Thắng nói thẳng. Yêu một người không có gì là xấu hổ cả. Chỉ có những kẻ chuyên đi nói xấu người khác, chuyên ganh ghét người khác mới thấy xấu hổ thôi em. Anh Thắng, anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn em gửi cho anh. Anh không hiểu tại sao em lại có số điện thoại của anh. Nhưng anh cũng nhớ rất rõ, anh đã trả lời rất rõ ràng với em là anh không thích em rồi. Tại sao em còn cố chấp đặt chuyện rồi vu khống cho Huyền vậy Quyên? Cùng phận phụ nữ với nhau, không thương thì thôi. Anh không nghĩ em lại đố kỵ ghen ghét với Huyền như thế. À, thì ra tôi hiểu rồi. Là con Quyên nó thương Thắng, nhưng Thắng không thương nó nên nhiều lần gặp tôi với Thắng, nên nó mới sinh lòng ghen ghét tôi như thế. Càng hiểu rõ mọi chuyện tôi càng cảm thấy nặng lòng và càng ngẫm lại không biết cơ duyên tôi. Ông tơ bả mối có xe lộn hay không mà sao lại dối như tơ vò thế này. Thắng dùng cả tấm chân tình để nói rõ cho con Quyên hiểu. Thế nhưng với một kẻ vô lý như nó thì dường như càng có người khuyên can nó càng điên và cố chấp làm theo ý nó hơn. Nó đứng nhìn Thắng rồi cười ha hả, vừa cười vừa khóc, hai mắt cứ chớp chớp rồi ưng ửng nước mắt. Dường như nó đang rất đau lòng khi mà tình cảm của nó không được đền đáp. Anh nói cái gì vậy Thắng? Chẳng phải anh từng nhắn tin cho em rằng anh thương em hay sao hả? Tin nhắn em vẫn còn lưu giữ trong điện thoại của em đây mà. Tôi buông Thắng ra khi vừa lúc thấy con Quyên rút chiếc điện thoại và mở phần tin nhắn đưa về phía Thắng. Thắng lúc này hai mắt có chút dao động nhưng nét mặt bình thản lắm. Thắng đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con Quyên. Tôi cũng vội liếc mắt sang nhìn và tim tôi như đang thắt lại khi số điện thoại trong phần tin nhắn là của Thắng và nội dung tin nhắn đó là anh yêu em. Tôi như bị một thanh gỗ gõ mạnh vào tim. Tuy tôi chưa yêu Thắng nhưng những chuyện Thắng làm Thắng nói đã đôi lần tôi biết mình có rung động vì Thắng. Nhưng hiện tại khi đọc dòng tin nhắn này tôi chỉ biết lặng người rồi chợt thấy mình cay đắng khi mà nhận ra mình đang bị lừa dối. Thắng đọc tin nhắn xong, tôi chỉ nghe thấy tiếng Thắng thở mạnh. Sau đó Thắng trả điện thoại lại cho con Quyên. Thắng trầm giọng nói. Tin nhắn này anh không nhắn. Nghe câu này cả tôi và Quyên, cả mẹ Phong và Phong đều nhìn Thắng đầy bất ngờ. Con Quyên còn há hốc mồm run run giọng nói rồi hỏi lại. Cái gì? Số điện thoại là của anh. Anh lại nói anh không nhắn. Có vô lý quá không hả anh? Nếu anh có nhắn chắc chắn anh sẽ thừa nhận. Vậy thế thì là ai nhắn? Hay là có con Huyền ở đây nên anh chối đúng không? Quyên, em nói năng nên cẩn trọng lại đi. Đừng kiếm cớ rồi đổ lỗi cho Huyền nữa. Về phần tin nhắn, anh điều tra lại rồi sẽ giải thích cho em nghe sau. Em nói có sai đâu chứ? Số điện thoại của anh mà anh lại nói ai điều tra lại? Thế không phải anh yêu em, nhưng anh còn sợ chị ta hay sao? Thắng nói rất rõ ràng, thế mà con Quyên nó vẫn không hài lòng. Rồi tự dưng con Quyên lại bắt chuyện sang tôi. Ý nó nghĩ chắc do có tôi ở đây, nên Thắng sợ và nói dối nó. Còn tôi dù đang thất vọng về Thắng, tâm trạng không muốn nói gì, nhưng nghe nó hoạnh hoẹ nhắc đến tôi, nên tôi không im lặng được nữa. Đứng đối diện với nó, tôi bực mình lên tiếng. Mày nói chuyện đừng có lôi tao vào có được hay không hả? Tôi thích nói đó, rồi chị làm được gì? Mày mà nhắc đến tao một tiếng nữa, tao không có nhịn mày đâu nhá.
chuyện tình yêu của mày thì liên quan gì đến tao? Còn nữa, chuyện tình cảm của mày với Thắng, tao chẳng hề liên quan. Hai người có yêu đương hay thế nào cũng chẳng hề dính dáng đến tao cả. Cho dù Thắng có yêu tao, thì tao cũng không phải là người sai. Bởi vì chúng ta tự do mà. Bây giờ đứng giữa nơi này ba mặt một lời, mày nên trả lời, tao biết mày xử lý. Chuyện mày đi nói xấu tao với mọi người như thế nào đi. Nếu mày không nói rõ hôm nay, chắc chắn tao sẽ nhờ pháp luật vào cuộc. Trong khoảnh khắc tôi nói ra những lời này, Thắng chỉ đứng im lặng nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Còn tôi có trời mới biết, lòng tôi cũng đau đớn không kém khi phải nói dối lòng mình rằng mình không hề liên quan gì đến Thắng. Nói như thế thật sự rất phũ, khi đã bao lần Thắng giúp tôi quá nhiều chuyện. Nhưng nếu không nói như vậy, tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao hơn nữa. Tôi đứng cách xa Thắng một khoảng cách, cảm xúc như đông cứng lại không thể thở nổi. Còn Thắng đứng đó, chỉ nhìn tôi rồi sõng dạc hỏi lại một câu. Tôi và Quyên có tình cảm hay không? Huyền không quan tâm thật sao? Tôi khựng người nhìn Thắng, trong lòng đè nén nỗi xót xa đang tràn ngập trong lòng mình. Không hiểu sao, tôi có chút mất mát rồi quay đi. Tôi dối lòng trả lời lại Thắng. Không quan tâm. Thắng nhìn tôi, đáy mắt có chút không đành lòng rồi đáp. Ừ. Thắng trả lời xong câu hỏi này, mắt tôi cũng nhòa đi, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tin nhắn anh yêu em từ điện thoại của con Quyên. Giờ phút đọc được, tôi đã nhận ra mình nên giữ khoảng cách với Thắng rồi. Khoảnh khắc tôi đưa tay lên lau nước mắt và sụt sùi cánh mũi cho đỡ bị nghẹt, thì không ngờ biểu cảm của tôi đã lọt vào ánh mắt của con Quyên. Nó nhanh miệng bật lại tôi. Ủa, sao lại khóc? Chị nói chị không có tình cảm với anh Thắng mà. Không có tình cảm mà nhìn anh Thắng khóc à? Nực cười với chị ghê ấy. Cứ muốn chứng minh mình trong sạch nhưng lại để lộ ra bản chất nhơ nhuốc của mình kia kìa. Vậy thì những lời tôi nói là đúng mà chị nhỉ? Con Quyên nói ra câu đó, Phong bên cạnh liền nhìn nó gắt lên. Đủ rồi đó Quyên, anh nghĩ em nên im miệng lại đi. Quyên không phục, liền nhìn anh hai mình hằn học đáp lại. Đến giờ mà anh còn bênh nó à? Anh không thấy trước mặt anh nó còn ôm ấp bồ em không hả? Đó là quyền tự do của Huyền. Cô ấy không còn là vợ anh nữa, nên cô ấy muốn ôm ai cũng không liên quan anh. Còn em tốt nhất bớt gây chuyện lại. Phong vừa nói vừa đưa tay ra định kéo con Quyên vào nhà. Giờ phút này chắc anh ta đã hiểu lý lẽ rồi, nên tôi cũng không còn ghét Phong nữa. Thế nhưng Phong càng lôi con Quyên đi vào thì nó lại càng lạnh lùng hất tay Phong ra, rồi lớn giọng mắng lại. Nó không còn liên quan anh, nhưng nó đang là kẻ thứ ba cướp bổ tôi. Anh không bênh tôi được thì cũng nên nín đi. Mày... Tôi trợn mắt nhìn nó. Thật sự nó vô lý đến mức tôi không thể nhẫn nhịn được, nên đành tiếp tục đấu khẩu với nó. Rốt cuộc mày muốn gì, mày nói thẳng ra luôn đi Quyên. Nói xong hôm nay rồi thì hy vọng mày đừng ám theo cuộc đời tao nữa. Con Quyên nhanh chóng liếc qua khi nghe tôi lên tiếng. Trong phút chốc nó nhếch môi rồi cười cợt với tôi. Nó bảo, vì tôi không ưa chị, muốn chị biến mất khỏi mắt tôi, chị làm được không? Mày... Tôi giận quá nên không kìm được cảm xúc, liền lao nhanh đến để đánh con Quyên, cho nó bỏ cái thói mất dạy của nó. Nhưng tôi vừa lao đến cũng là lúc con Quyên nhanh chóng khom người xuống. Rồi nó đưa tay chụp lấy một thanh sắt nằm lăn lóc dưới sân. Nó dùng hết sức đánh mạnh vào người tôi trước. Muốn đánh tôi hả? Vậy thì chị nên đi chết luôn đi. Tôi nhìn thấy thanh sắt trong tay nó đang lao về phía mình. Bên kia mẹ con Phong cũng hốt hoảng la lên, khuyên con Quyên dừng tay lại. Và tôi thấy Phong đang nhào đến bên tôi. Còn tôi trong giây phút này, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào vì con Quyên ra tay quá nhanh. Phập. Tôi thót tim khi nghe tiếng thanh sắt đang đập vào người. Tôi như muốn ngất đi tại chỗ rồi, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi gồng người cố chịu. Thế nhưng sau tầm 5 giây không cảm nhận được đau đớn gì cả. Và bên cạnh có người đàn ông đang ôm mình. Và âm thanh một cái ủỉnh khi trước tôi một người đang ngã xuống. Tôi thở vào, cảm giác nguy hiểm qua đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi lúc này là con Quyên đang run rẩy buông thanh sắt trong tay nó ra. Mặt nó tái mét,
nhận ra người ôm lấy tôi là Phong, liền vội vàng đẩy mạnh Phong và đứng lùi ra. Nhưng là Phong ôm tôi, còn người nằm dưới đất. Chẳng lẽ vừa nghĩ xong, một cảm giác chua xót trong lòng tôi bất giác xông lên, run rẩy cúi tầm mắt xuống nhìn. Nước mắt tôi nhòe đi, trong lồng ngực trái tim bất chợt đông cứng lại khi người nằm đó lại là Thắng. Là Thắng đỡ cho tôi, là Thắng bảo vệ tôi. Nếu không có Thắng, người nằm đây bây giờ chắc chắn là tôi rồi. Tôi khuỵu xuống vật vã ôm lấy người Thắng mà gào lên. Bàn tay tôi nâng đầu Thắng vào lòng mình. Cảm giác ươn ướt xuất hiện, nỗi sợ hãi khiến tôi không thốt lên thành tiếng. Khi mà tôi nghiêng đầu Thắng sang một bên, rồi nhìn vào đó, một vết thương xuất hiện và một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra, thấm vào từng sợi tóc của Thắng. Trong phòng bệnh viện sộc mùi thuốc khử trùng, Thắng nằm đó trên đầu quấn băng trắng toát, im lặng nhắm nghiền hai mắt, bên tay chẳng chịt vết kim tiêm và dây nhợ. Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng Thắng vẫn không chịu tỉnh. Tôi ngồi cạnh chấm từng tăm bông nước thấm lên môi Thắng cho đỡ bị khô. Cõi lòng tôi rối bời. Giờ phút này sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi mới chợt nhận ra một điều. Bao lâu nay tôi đã hèn nhát quá nhiều rồi. Tôi nhận ra mình yêu Thắng và cảm giác mạnh mẽ nhất để hiểu ra là khi tôi sợ mất Thắng lúc Thắng bị con Quyền đánh. Thế mà bao lâu nay tôi lại chẳng dám giành giật hạnh phúc về mình. Tôi cứ lấy cái sự đáng thương, cái sự yếu đuối, cái thiệt thòi của mình ra để che đậy cái tình yêu đang nhen nhóm trong lòng đến mức chẳng dám công nhận. Để rồi tôi nhận lại chẳng được gì ngoài những hiểu lầm không đáng có và cả nỗi đau thể xác. Bây giờ Thắng vì tôi mà gánh chịu. Nếu như trước đây tôi đủ dũng cảm chấp nhận tình yêu của Thắng, sau những lần Thắng nói bóng gió, thì có lẽ cuộc đời tôi sẽ được Thắng bảo vệ từ lâu rồi, chứ chẳng phải một mình đối diện với thị phi. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho Thắng tỉnh lại, lúc đó tôi sẽ vứt bỏ mọi rào cản mà ngã vào lòng Thắng để nói với Thắng rằng tôi yêu Thắng. Nhưng bác sĩ nói vết thương sau đầu Thắng rất nặng, khi tỉnh lại chắc sẽ để lại di chứng. Tôi sợ, sợ lời yêu của tôi sẽ phải nói ra trong muộn màng. Vừa nhìn Thắng vừa nghĩ đến những chuyện đã qua, nước mắt của tôi cũng vô thức lăn dài xuống hai bên má. Đáng lẽ người nằm đây bây giờ là tôi, chứ không phải Thắng. Để rồi nhìn người mình yêu nằm đó, tâm can tôi đau thắt từng cơn. Mấy ngày hôm nay Thắng nằm viện, ba mẹ Thắng và ba tôi cũng có đến. Họ cũng thông báo cho tôi biết là con Quyên bị công an đưa về đồn, khai nhận hành vi về tội cố ý đánh người gây thương tích và nó được tại ngoại chờ kết quả giám định thương tật của Thắng. Thế nhưng công an vẫn theo dõi nó nên tội nó vẫn không giảm nhẹ được. Tôi nghe mọi người nhắc đến con Quyên mà không ngăn được cơn giận. Nếu không phải vì cái tính hiếu thắng đến ngang ngược của nó thì đâu có xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Nó mà có đi tù cũng vừa với cái nết của nó. Quay sang nhìn ba mẹ Thắng, tôi thấy có lỗi với họ lắm vì đã khiến con trai họ bị thương ra nông nỗi này. Đứng trước họ tôi cúi đầu xin lỗi. Những tưởng ba mẹ Thắng sẽ chửi bới và miệt thị tôi rất nhiều. Nhưng may mắn thay, hai bác chẳng trách tôi gì cả. Mẹ Thắng còn cho phép tôi ở lại bệnh viện với Thắng vì bà nói Thắng đã nói với gia đình về chuyện Thắng thương tôi lâu rồi. Nhưng hai gia đình không muốn xen vào vì để cho hai đứa từ từ tìm hiểu. Hai mảnh ghép đã một lần đổ vỡ nên bác ấy hy vọng chúng tôi sẽ trưởng thành và trân trọng nhau hơn. Thôi hai bác về, con ở lại giúp hai bác chăm sóc thằng Thắng. Nếu nó tỉnh lại con gọi báo hai bác mừng nha con. Dạ con biết rồi ạ. Ừ thôi ba cũng về nhau Huyền, tội thằng nhỏ cái số nó cứ lận đận. Dạ, ba và hai bác về cẩn thận. Gia đình Thắng rộng lượng không trách cứ, thật sự khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Trước khi bà về, tôi còn ôm chầm mẹ Thắng mà khóc nấc lên. Bà đang lo lắng cho con trai, nhưng đối với tôi lại ôn nhu ôm tôi vào lòng. Cám cảnh sống chung với mẹ chồng từ đây đã xóa nhòa trong tư tưởng của tôi. Tôi không còn sợ bà nữa. Nếu có cơ hội một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nguyện được làm con dâu của bà.
Những ngày kế tiếp, hai bác và ba tôi ngày nào cũng vào xem coi tình hình sức khỏe và đem cơm cho tôi. Thế nhưng chỉ nhận lại nỗi buồn là Thắng vẫn nằm im đó, chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thằng Thắng vẫn không có động tĩnh gì hả Huyền? Dạ, vẫn chưa ạ. Khổ thân thằng nhỏ. Nhưng thôi, người tốt chắc chắn sẽ không sao đâu con. À mà con cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Mới mấy hôm nhưng gầy hẳn ra rồi. Thằng Thắng nó mà tỉnh lại, thấy con thế này nó lại không vui. Dạ, con cảm ơn bác. Ngồi bên cạnh, khi ba mẹ Thắng lại đã về, tôi đưa muỗng cơm lên miệng nuốt vội cho qua cơn đói. Thế nhưng vừa ăn trôi xuống miệng thì tôi lại buồn, vì chẳng biết đến khi nào Thắng mới ngồi dậy. Nói cười cười với tôi như trước nữa. Nuốt xong muỗng cơm, tôi cầm tay Thắng. Đan xen trong bàn tay to lớn ấy là bàn tay nhỏ của tôi. Rồi mắt tôi chợt nhòa đi, tôi nhìn Thắng luyên thuyên chỉ mình ên. Mấy hôm rồi Thắng vẫn nằm đó, mọi người ai cũng lo lắng cho Thắng cả. Thắng có biết hay không hả? Thắng tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà nhìn Huyền đây này. Thắng tỉnh lại đi. Thắng biết không, mấy ngày Thắng nằm viện Huyền mới nhận ra mình có tình cảm với Thắng rồi. Từng nhịp tim Thắng thở Huyền cũng thấy đau lòng. Huyền cần Thắng, cần Thắng mở mắt, cần Thắng trở lại bình thường như trước. Ai nói Huyền ích kỷ cũng được. Huyền chỉ muốn Thắng ở bên cạnh bảo vệ Huyền thôi. Không có Thắng, Huyền sẽ thấy trống trải và cô đơn lắm. Tim tôi nghe như từng nhịp thắt lại, cứ ngồi nói một mình nhưng chẳng nghe đáp lại. Và rồi không kìm lòng được, tôi lại gục đầu xuống, áp vào tay của Thắng mà khóc nấc lên. Bất ngờ lúc này tôi cảm nhận bàn tay Thắng hơi động đậy. Thoáng ngạc nhiên tôi liền ngước lên, liên tục đưa hai tay ra lau đi nước mắt cho tỉnh táo. Rồi cố im lặng nhìn xuống bàn tay Thắng một lần nữa. Từng ngón tay khẽ lay động, vô thức tôi như vỡ òa, liền vội vàng nắm chặt lấy tay của Thắng, rồi liên tục nói. Thằng Thắng tỉnh rồi có đúng không? Thắng mở mắt ra đi này. Vẫn không có tiếng trả lời, bàn tay Thắng lại trở về trạng thái bình thường như mấy ngày hôm nay. Đôi mắt lại nhắm nghiền, tôi có hơi thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng chạy đi thông báo cho bác sĩ biết. Chạy sang phòng cấp cứu, tôi hồ hởi báo cáo về tình trạng của Thắng và các bác sĩ cũng cấp tốc chạy sang. Họ khám tổng thể hết từ người Thắng, sau đó quay sang nói với tôi. Tình hình cậu ấy tiến triển tốt rồi, chắc sẽ tỉnh trong thời gian gần nhất. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nghe vậy em mừng quá. Ừ, tôi vẫn nhắc lại câu nói. Sau khi tỉnh lại, chắc chắn não cậu ấy sẽ để lại di chứng. Cô và người nhà nên chuẩn bị tinh thần, phòng trừ trường hợp cậu ta mất trí nhớ. Bác sĩ ra ngoài, tôi bất lực ngồi khuỵu xuống sau khi nghe cái thông báo đó. Nhưng rồi sau khi bình tâm lại, tôi chỉ mong muốn Thắng mau mau tỉnh lại. Nếu Thắng mất đi ký ức, tôi hứa với lòng tôi sẽ vẫn chấp nhận ở bên cạnh Thắng và sẽ sẵn sàng tìm lại ký ức, mang về cho Thắng. Đúng như lời bác sĩ nói, sau hai ngày kế tiếp thì Thắng cũng tỉnh lại. Giây phút Thắng mở mắt ra đều có sự chứng kiến của mọi người. May mắn thay, sau một lúc tỉnh táo lại thì nhìn ai Thắng cũng nhớ và nói chuyện rất bình thường như chẳng có chuyện gì. Chỉ xui xẻo khi nhìn thấy tôi, Thắng lại trơ mắt ngó rồi lạnh lùng buông ra mấy chữ. Cô này là ai? Tôi sững sờ, tâm can như chết lặng. Cả gia đình ai ai chứng kiến đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mẹ Thắng đi tới ngồi cạnh, rồi dịu giọng trả lời con trai mình. Đó là Huyền, con không nhớ gì sao Thắng? Thắng nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, rồi trong giây lát chỉ một mực lắc đầu. Con không quen. Con nhớ lại đi Thắng, Huyền là bạn gái con đấy. Vừa nói xong, mẹ Thắng có nhìn tôi nháy mắt, còn tôi đứng hồi hộp chờ đợi Thắng trả lời. Thế nhưng chỉ nhận lại từ là sự phũ phàng. Bạn gái? Mẹ có nhớ lộn không? Con làm gì có bạn gái hả mẹ? Thắng, con nhớ kỹ lại đi con. Trước đây con từng nói với mẹ con yêu Huyền mà. Sáng nhớ lại đi con. Con yêu cô ấy hả mẹ? Sao con không nhớ gì thế này? Ừ, con đã nói với mẹ như thế đấy Thắng. Con không còn chút ấn tượng gì với con Huyền hay sao? Con không nhớ mẹ à? Chắc là trước đây con có yêu cô ấy.
Nhưng giờ thì con không còn chút ký ức nào cả. Làm sao để tìm lại ký ức đó hả mẹ? Thắng vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy đầu mình tỏ vẻ đau đớn. Ba mẹ Thắng đứng nhìn con trai mình bất lực. Mẹ Thắng đau lòng nên liền gục đầu vào ngực ba Thắng mà nấc lên. Tôi đứng cạnh bên, nghe Thắng nói tim tôi cũng bất giác quặn lên vì đau đớn. Không ngờ khi mất đi trí nhớ Thắng vẫn có thể buông ra một lời nói, khiến cho tôi vô cùng hổ thẹn như vậy. Trước đây con có yêu cô ấy, nhưng giờ đây con không còn chút ký ức nào cả. Vừa nhớ lại tôi vừa rơi nước mắt, tâm can tôi giằng xé, từng giọt đau lòng đọng lại nơi khóe mi đang ướt nhòa. Trên đời này có một thứ gọi là khổ tâm, và giữa tôi và Thắng đang giữ chặt cái khổ tâm trong lòng mà chưa vơi đi được. Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ, bởi vì tâm can nó cứ giằng xé rồi mãi chẳng thể quyết định lựa chọn cho mình một lối đi đúng đắn nhất. Tôi ngẫm nghĩ đúng là giờ đây Thắng không còn chút ký ức nào với tôi cũng phải. Bởi vì thời gian trước tôi có bao giờ nói ra câu tôi thương Thắng bao giờ đâu. Lòng tôi quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng. Rồi trong giây lát tôi từ từ đi tới, đứng thật gần với Thắng. Tôi mấp máy đôi môi, nói ra những lời chân thành. Nếu Thắng đã không còn chút ký ức nào, vậy Thắng có thể cho phép Huyền tìm lại ký ức giúp cho Thắng được hay không? Tôi đặt ra câu hỏi, nhưng trong thâm tâm đã có câu trả lời. Và tôi nghĩ chắc Thắng sẽ không chấp nhận, vì với một người vừa mất trí nhớ, việc cho một người lạ ở cạnh người ta sẽ không chấp nhận đâu. Thế nhưng trái với cái suy nghĩ của tôi, bất ngờ ai ở trong phòng cũng đều ngạc nhiên khi mà thấy Thắng gật đầu ngay sau khi tôi lên tiếng. Tôi còn thấy rõ môi Thắng hơi cong lên khi nhìn tôi nữa. Vậy cũng được. Nếu cô thật sự là người yêu tôi, thì tôi cho cô thời gian để chứng minh đấy. Nhớ là chứng minh phải thật nhiệt tình, bằng không phí thời gian lắm. Tôi nghe Thắng trả lời, ánh mắt không khỏi lườm Thắng, vì chẳng có ai mất trí nhớ mà lại khôn như Thắng. Thế nhưng có mọi người ở đây, nhất là có ba mẹ Thắng, nên tôi không dám nói gì, mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý với Thắng thôi. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn còn tiếp diễn, khi tôi đang quan tâm hỏi Thắng có bị đau ở đâu nữa không. Thắng cũng thản nhiên trả lời tôi là Thắng không, chẳng đau ở đâu cả, ngoài việc không nhớ đến tôi. Tôi bĩu môi, cái mặt Thắng thật sự tôi chẳng thể tin được, vì không thể nào ai Thắng cũng nhớ lại chỉ quên mỗi mình tôi cơ chứ. Đúng là vô lý mà. Đúng lúc này bất ngờ bên ngoài có người đi vào. Tôi và cả nhà quay mặt nhìn ra. Trước mắt tôi là Quyên và mẹ của nó. Quyên thì nó đứng thập thò ngoài cửa không dám đi vào. Chỉ có mẹ nó, bà ta mặc một bộ đồ màu xanh dương rất đơn giản. Gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi, đang từng bước đến chỗ Thắng, rồi cất tiếng. Chào cả nhà. Bà tôi gặp bà, ông liền không giấu được cơn giận, liền bước tới gắt lên. Mẹ con mấy người còn dám vác mặt đi tới đây à? Bà nhìn ba tôi cúi mặt. Tôi thật lòng xin lỗi anh. Mẹ con nhà các người là loại ác độc thì làm sao biết xin lỗi được chứ? Ba mẹ Thắng đứng cạnh nhìn tình hình hơi căng thẳng. Dù lòng cũng không hề ưa mẹ con của Quyên, nhưng họ cũng nhẹ giọng lên tiếng, rồi gàn ba tôi lại. Thôi, anh đừng gắt với họ nữa, để coi bà ấy đến đây có chuyện gì. Nghe mẹ Thắng lên tiếng như thế, con Quyên bên ngoài liền chậm rãi đi vào. Nó đặt giỏ trái cây đang cầm để trên bàn, rồi nó đưa mắt nhìn qua Thắng với thái độ lo sợ. Nó ấp úng nói, dạ hôm nay con và mẹ con qua đây hỏi thăm tình hình của anh Thắng và con Quyên nói đến đây, Thắng đang ngồi trên giường liền cất tiếng chen ngang, và coi thằng Thắng đã sắp chết hay chưa hả em? Không có, em không có ý đó đâu anh, em chỉ muốn xem anh đã khỏe lại chưa thôi ạ. Mẹ Quyên cũng tiếp lời, đúng đấy, mẹ con tôi mấy hôm nay đã biết lỗi của mình rồi. Cháu nó còn nhỏ, suy nghĩ cũng chẳng được khôn lắm. Tôi có mắng chửi cháu và cháu cũng đã biết sai. Hôm nay tôi muối mặt đến đây, chỉ mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho nó cháu một lần. Từ nay về sau tôi hứa sẽ không để cháu gây họa một lần nào nữa đâu ạ. Lời nói và gương mặt của mẹ Quyên và cả Quyên nữa thật sự rất thành khẩn. Nên cuối cùng sau một lúc thuyết phục thì ba mẹ Thắng cũng gật đầu đồng ý, rút đơn thưa
và cho Quyên một cơ hội. Hai người họ nghe vậy liền vui mừng và rối rít cảm ơn liên tục. Trước khi ra về, con Quyên nó còn luyến tiếc nhìn Thắng một lần nữa, sau đó mới quay đi. Nhưng tôi nghĩ sau lần này chắc nó không dám làm càn nữa đâu. Thắng xuất viện ra về vì lời hứa ở cạnh chăm sóc cho đến khi Thắng hồi phục và tìm lại được ký ức, thế nên bất đắc dĩ ngày nào tôi cũng phải sang để chăm Thắng. Dù không biết Thắng quên tôi thật hay không, nhưng có điều mỗi ngày được gần Thắng tôi lại cảm thấy thật thú vị. Tôi chạy xe qua nhà, ngó chẳng thấy ai, lại có một chiếc xe ngoài sân. Hình như là xe của Quân, chắc là Quân sang thăm Thắng. Ngó qua cánh cửa lại im lìm, chẳng biết mọi người đâu rồi. Tôi cất tiếng lên gọi. Bác gái ơi, bác có nhà không ạ? Huyền tới hả con? Dạ bác. Bác trai mới sang chơi với ba con. Bác nói bác gái ở nhà buồn, bảo con sang chơi với bác đây ạ. Ừ, bác trong này đang dở tay. Huyền ơi, con vào mang hai ly nước cam lên cho thằng Thắng dùm bác nha. Có thằng Quân trên phòng đấy con. Mấy hôm nay về nó chưa ra công trình được, nên cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt. Thằng Quân sang nó cũng chẳng chịu xuống. Tiếng mẹ Thắng từ bếp vọng ra gọi tên tôi, nên tôi liền nhanh chân đi vào. Thấy hai ly nước cam đã pha sẵn trên bàn, tôi hỏi nhỏ lại bác một câu. Ủa, Quân qua lúc nào vậy bác? Còn Thắng có bạn đến cũng không ra khỏi phòng luôn hả? Mẹ Thắng nhìn tôi rồi gật đầu. Ừ, nó cứ ở trên phòng, không biết bận thế nào mà chẳng ló mặt xuống. Thằng Quân mới sang thôi con. Thôi, con đem lên giúp bác. Bác nấu cơm, tí con với nó xuống ăn cùng bác. Tôi dạ một tiếng với bác rồi liền nhanh chân mang ly nước lên cho Thắng. Đứng trước phòng, dù mấy ngày hôm nay gặp nhau mãi thế, nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn cứ hồi hộp lạ thường. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay lên gõ cửa. Nhưng cánh tay vừa đưa lên, đã nghe tiếng Quân nói. Mày khỏe hẳn chưa? Thắng trả lời. Tao khỏe rồi. Chuyện của mày sao rồi hả? Ừ, tao với Diệp vẫn thế. Diệp cũng đã có thai gần ngày sinh rồi. Mày định quen nó thật luôn sao? Tao nghĩ mày nên cân nhắc lại. Tao cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, nhưng càng gần Diệp tao thấy cô ấy cũng được mày à. Tao tin tao có thể thay đổi Diệp. Thế còn đứa bé? Nếu Diệp sinh ra Phong muốn nuôi thì tao để cho nhà nó nuôi. Bằng không tao sẽ nuôi. Mày điên rồi. Tao cũng giống mày thôi, yêu vào thì lại là những kẻ điên. Tôi đứng nép ở cửa, nghe được Quân và Thắng nhắc đến Diệp. Nhưng lần này sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi không muốn mình phải để tâm thủ hận với ai nữa cả. Và Diệp cũng thế. Nếu như cô ấy biết thay đổi thành một người tốt, tôi hy vọng chuyện tình cảm của cô ấy với Quân sẽ thật hạnh phúc. Quân và Thắng nói chuyện thêm một hai câu nữa là Quân ra về. Không kịp để tôi đem nước vào luôn. Quân ra ngoài vừa khép hờ cánh cửa lại thì đã trông thấy tôi. Thoáng ngạc nhiên Quân lên tiếng. Huyền đúng không? Tôi cười cười trả lời. Ừ, chào Quân. Quân về mau thế, Huyền đang định đem nước lên cho hai người đây. Ừ, tôi có việc bận nên về sớm. Thôi, chào Huyền nha. Quân về cẩn thận. Quân về tôi mới đưa tay lên gõ cửa. Bên trong tiếng nói trầm ấm của Thắng vọng ra. Chắc là Thắng nghĩ người đi vào là mẹ, nên nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Cửa không khóa, mẹ vào đi. Tôi thở cái khì rồi đẩy cửa đi vào. Đặt ly nước lên bàn khi Thắng vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, tôi nói. Thắng nghỉ tay uống nước đi, bác gái mới pha cho Thắng đấy. Thắng nghe tiếng tôi liền ngước mặt lên. Hơi ngạc nhiên nên Thắng liền cau mày rồi lạnh lùng buông lời hỏi tôi. Lại là cô à? Sao cô cứ qua nhà tôi mãi thế? Tôi dù mấy ngày nay quen với việc Thắng lạnh lùng và quên mình đi, nhưng cái kiểu nói chuyện của Thắng thế này tôi nghe lại cảm thấy khoảng cách nó xa lắm. Tôi hỏi lại. Thắng không muốn Huyền sang nữa à? Tôi lên tiếng hỏi. Đối diện Thắng cũng im lặng. Tôi còn nghe Thắng thở mạnh rồi đặt tay xuống bàn. Cầm ly nước cam lên, Thắng đưa vô miệng uống một hơi, sau đó gật đầu khen tấm tắc. Đúng là mẹ tôi pha nước gì cũng ngon. Thắng nói như vậy càng làm tôi bực, tôi lớn tiếng hỏi lại. Thắng không muốn Huyền đến đây nữa đúng không? Vậy Huyền về nhé. Lần này cũng may là sau khi tôi hỏi xong, Thắng chợt đứng phắt dậy, rồi đi tới chỗ tôi.
Chứ nếu Thắng không trả lời chắc tôi đi về luôn, chứ không thể chịu nhục ở đây tiếp nữa. Nhưng mà phản ứng của Thắng thế này tự nhiên tôi lại hơi sợ. Thắng từ từ đi ngang đứng gần với tôi rồi chống tay lên bàn. Thắng nhìn tôi chằm chằm sau đó lên tiếng hỏi. Hôm trước cô nói muốn tìm lại ký ức cho tôi cơ mà. Chưa chi đã muốn bỏ cuộc rồi à? Tôi đứng trong Thắng, tựa lưng vào cạnh bàn. Khoảnh khắc thật gần thế này, trái tim tôi bỗng chốc dâng lên từng đợt khó thở. Toàn thân tôi nóng lên, nhất là khuôn mặt nó cứ đỏ bừng. Tôi trả lời một cách chống chế. Thế ai mới lúc nãy cứ hỏi sao tôi cứ sang đây mãi? Thắng đã không muốn tôi sang thì tôi tìm lại ký ức cho Thắng bằng cách gì? Thắng đột nhiên nhìn tôi, rồi từ từ đưa tay nâng mặt tôi lên đối diện với Thắng. Thắng thấp giọng hỏi. Tôi không muốn thì cô phải tìm cách. Hay là cô không phải là bạn gái của tôi? Vậy chẳng lẽ mẹ tôi nói gạt tôi rồi? Tôi nhìn Thắng định dứt khoát thốt ra rằng tôi không phải bạn gái của Thắng. Rồi sau đó tôi sẽ ra về. Thế nhưng nghe Thắng nhắc đến bác gái tôi liền đứng hình lại. Bởi vì dù sao bác gái cũng tốt với tôi. Mấy hôm nay qua lại bác cứ căn dặn tôi là sáng tìm cách cho Thắng nhớ lại mọi chuyện. Vì bác thương tôi, hai đứa đã sang dở một lần rồi. Bác mong mảnh ghép sau cùng chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Bây giờ tôi mà vì cái tôi của tôi lại làm bác gái buồn. Tôi sợ bác sẽ thất vọng với tôi lắm. Nghĩ vậy nên tôi liền nhìn Thắng rồi đáp nhanh lại. Thế mẹ đã nói với Thắng tôi là bạn gái Thắng rồi. Thế sao Thắng không dám nhớ lại, còn lạnh nhạt với tôi làm chi? Thắng nghe vậy liền cong môi, ánh mắt gian tà cùng cái giọng trầm khàn lại thốt ra câu hỏi. Thế có bạn gái nào lại kêu bạn trai bằng tên, rồi xưng tôi không hả? Làm sao tôi tin được cô là bạn gái của tôi chứ? Tôi cứng họng. Sao, tôi nói đúng quá, nên không trả lời được à? Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn Thắng rồi trả lời. Thế xưng hô thế nào Thắng mới chịu? Thắng im lặng cau mày ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười đắc ý. Ngữ giọng phát ra bên tai tôi lần này cực kỳ ấm áp. Kêu là anh Thắng rồi xưng em đi, như vậy nó mới ngọt ngào. Có gì đó nghe không quen, cái gì mà anh Thắng rồi lại em? Tôi nghe mà xấu hổ muốn chết nên lại lắc đầu. Thôi kỳ lắm, không xưng hô thế được. Thắng trợn mắt nhìn tôi hỏi lại. Thế không chịu đúng không? Tôi bĩu môi. Không, tôi ngại lắm. Vậy tôi đi mách mẹ. Thắng quay chân đi, vẻ mặt cực kỳ gian manh. Không hiểu là mất trí nhớ thật hay giỡn nữa. Nhưng cái kiểu trả lời thông minh thế này, Thắng làm tôi khó xử quá. Nhanh tay đưa ra rồi nắm tay Thắng lại. Tôi ngại ngùng nói. Thôi đừng có mách mẹ, tôi đồng ý. Thắng muốn thế nào tôi cũng chịu. Tôi nói xong liền thấy Thắng nhướng mắt ngó xuống bàn tay tôi, đang nắm lấy tay Thắng. Thắng quay ngoắt lại vẻ mặt cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại tôi. Đồng ý cái gì hả? Nói lại tôi nghe. Thì đồng ý gọi là anh. Anh gì? Anh Thắng. Ờ, rồi sao nữa? Tôi đơ cả mặt ngại ngùng cất lời. Anh Thắng, em là bạn gái của anh. Sao cơ? Em nói gì thế anh không nghe rõ? Em nói em thương anh, em là bạn gái anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi đỏ mặt nói thật lớn với Thắng. Sau đó cúi đầu xuống cho Thắng không nhìn thấy được sự ngượng ngùng trên mặt, rồi trêu tôi. Thế nhưng bất ngờ là sau khi tôi nói xong, Thắng cũng đứng im lặng nhìn tôi, khuôn ngực Thắng đập mạnh. Và đột nhiên Thắng vươn tay kéo mạnh tôi vào người Thắng, rồi ôm siết tôi vào lòng. Thắng thủ thỉ những lời yêu thương như rót mật vào tai tôi. Anh cũng yêu em, yêu lâu rồi. Tôi bất giác thấy bất ngờ khi nghe Thắng nói như thế, nên liền đưa tay đẩy Thắng ra. Đôi mắt tôi nhìn Thắng trông hoài nghi. Thắng nhớ lại rồi à? Thắng mỉm cười gian trá, sau đó lại kéo tôi vào lòng. Thắng bảo, anh có mất trí đâu mà không nhớ, nhưng mà có người hứa sẽ gọi là anh rồi nha. Không có gọi tên người ta nữa nha. Kêu tên lần nữa là bị ăn đòn đấy. Tôi bĩu môi, thật sự muốn giận Thắng lắm, vì Thắng đã lừa tôi. Nhưng là đang trong lồng ngực này, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào này, tự dưng tôi chỉ muốn áp đầu vào mãi, không hơn thua gì nữa. Chỉ cần Thắng bên cạnh là tôi vui rồi. Khẽ mỉm cười, tôi vòng tay ôm lại Thắng và nói, không gọi tên nữa, em sẽ gọi là
Thắng ơi, em yêu anh. Thắng gật đầu hài lòng, khẽ ôm siết tôi vào lòng, rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Thắng hôn rất lâu, sau mới nhẹ nhàng buông ra và nói, anh cũng vậy, Huyền ơi, anh yêu em. Một tháng sau đó, nhà tôi cuối cùng cũng đã xây xong. Nhìn căn nhà khang trang, mấy lần tôi vui đến bật khóc. Hai bà con cứ ngắm nhìn ngôi nhà, rồi lại mừng mừng tủi tủi mất cả mấy tháng trời. Cuối cùng cũng đã có giấc ngủ ngon lành. Hoàn thiện xong nhà cũng là lúc đám cưới của tôi và Thắng diễn ra. Nhớ lại ngày Thắng cầu hôn, thật sự lúc ấy tôi xúc động đến nghẹn lời. Ngày hôm đó, Thắng đưa tôi đi cùng lên tòa án để rút đơn bãi nại cho con Quyên. Thắng có hỏi tôi muốn xử con Quyên thế nào. Nếu tôi muốn cho nó ngồi tù hay bị phạt, thì Thắng sẽ không rút đơn ra nữa. Mặc dù Thắng nói là thế, nhưng tôi cũng biết tính Thắng không nhẫn tâm thế đâu. Còn tôi thì chuyện gì đã qua, tôi cho nó qua luôn và không muốn nhắc lại. Vì tôi nghĩ con người ai cũng có những khi sai phạm. Biết ăn năn hối lỗi đó là một điều rất đáng quý. Nắm chặt tay Thắng, tôi ngọt ngào lên tiếng trêu Thắng. Anh tha được thì cứ tha, dù sao Quyên nó cũng thương anh mà. Thắng biết tôi trêu nên liền véo mũi tôi một cái rõ đau, anh nói. Thế ai đấy không có thương anh à? Tôi lườm Thắng rồi bĩu môi đáp lại. Ai đấy không có thương mà chỉ yêu thôi nhé. Thế ai đấy có muốn tha cho ai kia không? Sao anh lại hỏi em? Tùy anh thôi. Thắng quay lại nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Thật ra anh muốn tha thứ cho Quyên lâu rồi. Dù sao cũng là con gái, nếu đi tù tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tuổi trẻ còn hiếu thắng nên chắc cho qua chuyện lần này cô ấy sẽ trưởng thành hơn đó em. Nhưng mà anh cũng sợ vợ anh nghi ngờ, nên anh muốn để cho vợ anh quyết định. Tha hay không tùy vợ. Nghe Thắng nói ra những lời thế này tôi cũng vui lắm, bởi vì tôi biết mình đã yêu một người hoàn hảo. Anh bên tôi, bảo vệ tôi, nhưng anh cũng không hề tàn nhẫn khi muốn đẩy người khác vào đường cùng. Bản tính suy nghĩ chín chắn của Thắng, tôi tin sau này anh sẽ làm được những việc lớn hơn nữa trong tương lai. Khẽ nhìn Thắng, tôi gật đầu nói. Em cũng thế, cũng không muốn con Quyên có tiền án tiền sự không tốt đâu. Dù cho nó chẳng ưa em, nhưng thôi, bỏ qua được thì cho qua luôn anh à. Vợ của anh là nhất, cảm ơn vợ. Ai là vợ anh cơ chứ? Thì em chứ ai nữa. Thôi, chúng ta vào rút đơn cho nó đi. Xong rồi anh chở em tới chỗ này. Anh chở em đi đâu nữa? Thì em cứ đi rồi sẽ biết. Thắng vào làm việc và rút đơn bãi nại cho con Quyên xong, anh đèo tôi trên con xe máy, chạy một vòng lên tỉnh. Rồi tôi bất ngờ khi anh tấp xe vào một tiệm vàng lớn. Anh dừng xe rồi bảo tôi. Em ngồi đây nhé, anh vào trong lấy đồ rồi anh ra. Tôi ngạc nhiên nhìn vào trong, không biết anh vào đó mua gì mà tiệm vàng lại lớn hoành tráng lắm. Tôi cũng muốn vào theo nên liền níu lấy tay anh và phụng phịu nói. Anh cho em theo vào với. Thắng cười, nụ cười mang cho tôi đầy sự ấm áp. Rồi anh gật đầu nắm lấy tay tôi. Ừ, vậy em vào với anh. Tôi vui vẻ theo anh. Ở đây mọi người mua bán đông lắm. Tôi đứng nhìn mẫu trang sức mà choáng ngợp vì thích. Bất ngờ nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ hình trái tim. Hai mắt tôi ánh lên sự thích thú. Ngay lập tức tôi buông tay Thắng ra rồi đi tới. Chỉ tay vào chiếc lắc sau lớp kính cường lực tôi nói. Chị ơi, lấy cho em xem chiếc lắc này đi ạ. Chị chủ nhìn tôi vui vẻ đem chiếc lắc đưa trước mặt tôi. Đây em, vàng 18 nhé. Em xem có ưng không chị tính tiền cho. Dạ chị. Tôi ngắm nhìn chiếc lắc mãi không rời mắt. Thích quá nên liền bảo chị chủ tính tiền cho tôi. Nhưng đến khi nghe giá rồi tôi đành ỉu xìu không lấy được. Vì lúc sáng tôi đi với Thắng chỉ đem theo trong túi mấy triệu thôi. Mà chiếc lắc này giá lại cao hơn tiền tôi có. Định hỏi Thắng nhưng tôi thấy ngại nên đành thôi. Thế là buồn bã định nói chị chủ cất vào giúp tôi. Thì đằng sau lưng tôi Thắng đã vội lên tiếng. Chị ơi, vợ em lấy chiếc lắc này luôn nhé. Chị chủ vui vẻ gật đầu còn trả lời Thắng rằng. Ừ, vậy em đeo cho vợ đi. Rồi chị gửi bưu tổng hết cho em luôn nhé. Dạ chị. Thắng cầm lấy chiếc lắc rồi định đeo luôn vào tay tôi.
Lúc này tôi mới vội vàng rụt tay ra và từ chối. Thôi em không nhận đâu, anh trả đi. Để hôm nào đủ tiền em lại lên em tự mua lại. Thắng nghe tôi nói vậy, nhưng anh vẫn nhất quyết đeo vào tay cho tôi. Anh ngang ngược nói. Vợ anh thì anh mua, em quyền gì mà không nhận hả? Thôi anh mua rồi thì em nhận đi. Sau này còn nhiều cách để anh đòi lại em à. Thắng nháy mắt đầy gian tà khi đeo chiếc lắc vào tay tôi, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cười khúc khích. Tôi đỏ cả mặt vì ngại, nên chỉ biết đứng nép vào bên anh. Sau khi ra về, Thắng có hỏi tôi muốn ghé công viên chơi hay là không. Tất nhiên là tôi gật đầu rồi, vì lâu lâu mới có dịp đi xa cơ mà. Thế là Thắng tấp vào công viên theo ý tôi. Hai đứa gửi xe xong thì đi bộ vào. Anh ghé mua hai chai nước sau đó đi đến bờ hồ. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Lúc này tôi chợt nhớ lại một chuyện nên liền ngập ngừng nhìn Thắng hỏi. Em hỏi này, anh đừng giận em nhé. Thắng gật đầu bảo tôi. Em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời. Anh với Diễm Châu chẳng còn chút liên lạc nào sao anh? Tôi hỏi xong, Thắng cũng trầm mặc. Rồi anh đưa mắt nhìn ra bờ hồ, mấy giây sau nặng nề lên tiếng. Thật ra Diễm Châu cũng có xuống nhà anh vài lần. Cô ấy xin lỗi và khuyên anh về thành phố, nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô ấy nản nên không xuống nữa. Từ đó bọn anh không còn liên lạc gì với nhau nữa cả. Sao anh lại không quay lại? Diễm Châu cô ta chắc yêu anh nhiều nên mới thế thôi. Thế còn em không yêu anh à? Sao lúc nào cũng bảo anh yêu người khác thế? Em cũng yêu anh mà tại người ta hỏi cho biết thế thôi. À mà cảm ơn anh nhé. Thắng nhíu mày nhìn tôi cười cười trả lời. Ánh mắt anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nên liền hỏi lại tôi. Vì điều gì sao tự dưng cảm ơn anh thế? Tôi nhìn chiếc lắc dưới cổ tay rồi cười cười. Cảm ơn anh vì tất cả. Vì anh bỏ qua những cô gái đẹp để yêu em. Thắng lúc này đã hiểu ý tôi, nên môi anh cũng cong lên một chút. Rồi bất ngờ anh thò tay vào túi quần rút ra một hộp nhỏ màu đỏ. Anh đưa trước mặt tôi cùng ánh mắt chân thành, giọng anh trầm thấp. Nếu cảm ơn anh, vậy nhận luôn cho anh món quà này nhé. Lần này thì tới tôi ngạc nhiên, tôi nhíu mày hỏi anh, dù cho trong lòng đang rộn lên bao cảm giác ngọt ngào. Quà gì thế anh? Thắng từ từ mở hộp, trong đó là đôi nhẫn cặp. Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự chân thành, anh nói. Anh không ngọt ngào như những soái ca trong chuyện ngôn tình, cho em nhiều thứ quý giá. Cũng không thể cho em cái quỳ cầu hôn trước bao người đầy lãng mạn. Anh chỉ có trái tim chân thành sau một lần đổ vỡ. Nếu em đồng ý làm vợ anh hứa sẽ cho em một đời bình yên khi bên anh. Em đồng ý thì nhận lấy, không đồng ý thì em đậy nắp hộp lại nhé. Từng câu từng lời nói của Thắng đều mang đến cho tôi sự nghiêm túc và chân thành. Bất giác tôi bị tình yêu của anh làm cho cảm động nên chẳng kìm nén được mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Anh đã đi qua một lần đổ vỡ, tôi cũng một lần tan nát con tim mới có thể gặp được anh. Đối với tôi, Thắng không lãng mạn, không ngọt ngào, nhưng anh cho tôi cảm giác an toàn và bình yên bên anh. Thế nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa tay lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn, rồi đeo luôn vào tay mình. Nghẹn ngào nhìn anh, tôi nói. Em đồng ý. Thắng mỉm cười, nụ cười hài lòng nhưng đầy cảm xúc. Anh khẽ đưa tay kéo nhẹ tôi vào lòng anh rồi ôm chặt. Tôi cũng mỉm cười, đôi mắt trong veo khẽ nép đầu vào lồng ngực của anh. Rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp mà đeo lại vào tay của Thắng, tôi nói. Từ nay mãi bên nhau anh nhé. Thắng khẽ ừ nhẹ một tiếng, sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi rồi anh nói. Bên em mãi không rời. Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong đợi của hai gia đình chúng tôi. Rạng rỡ đi bên anh trong một ngày nắng đẹp, ai ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi cả. Nhất là ba tôi và mẹ Thắng. Hai ông bà ai cũng vui mừng sau khi những chuyện không vui qua đi. Tôi và anh cuối cùng cũng thuộc về nhau trong niềm hân hoan của ngày cưới. Lúc tiệc cưới bắt đầu, gia đình Quyên, Diệp và Quân cũng tới chung vui với chúng tôi. Chỉ có Phong là vắng mặt. Nghe mẹ anh nói anh đi biển rồi nên không về kịp. Còn Diệp,
Bụng cô ấy nay đã to vượt mặt rồi. Đi bên quần Diệp đã không còn dáng vẻ hống hách khi người như trước nữa. Cô ấy đến chỗ tôi có xin lỗi tôi về những chuyện sai lầm lần trước. Tôi cũng không để bụng nên cũng cười nói hỏi thăm lại Diệp và bé con trong bụng. Diệp có nói với tôi đứa bé là con trai. Sau khi sinh ra cô ấy cũng sẽ cho bé qua lại nhà Phong để nhận ba và nội. Còn đối với cô ấy bây giờ Quân mới là tình yêu của cuộc đời. Tôi nghe vậy cũng có chút nặng lòng xót xa cho Phong. Nhưng thôi thì cuộc đời ai người đó chọn. Sau tất cả đã qua đi. Có những ngày mưa thì nắng cũng đến. Tha thứ cho nhau sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn mà không phải mang thêm hận thù trong lòng. Chúng tôi cùng nâng ly trong vui vẻ. Màn đêm buông xuống, thẹn thùng ngồi trên giường, hai tay tôi cứ đan chặt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những ngày tháng trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn theo tôi đến ngày hôm nay. Dẫu trải qua bao đắng cay, nhưng đổi lại được một người đàn ông như Thắng, tôi thấy mình đã rất may mắn. Thắng hơi nhắm mắt, khẽ đẩy nhẹ tôi xuống giường. Đôi môi anh lướt nhẹ lên môi tôi. Tôi cũng không ngần ngại vòng tay lên ôm chặt cổ anh đáp trả. Thắng khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, đem cả cơ thể tôi nhốt dưới thân anh. Từng động tác nhẹ nhàng cứ thế tan chảy xuống tận trái tim tôi. Trên khuôn miệng phút chốc có những tiếng rên nho nhỏ. Huyền, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Thắng lại cười, tiếng cười trầm khàn khẽ vang lên thật nhỏ bên tai tôi. Trận kích tỉnh trôi qua, chăn gối trên giường nhăn nhúm đến hỗn loạn. Thắng thở mạnh gục lên người tôi. Tôi mỉm cười ôm chặt lấy tấm lưng đang xịn đầy mồ hôi mà khẽ mãn nguyện. Sau đám cưới, tôi và Thắng được phép đi đi về về giữa hai gia đình để chăm sóc cho ba mẹ hai bên. Cũng may là ba mẹ chồng tôi dễ tính nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái lắm. Công việc của Thắng dần dần cũng ổn định. Anh nhận bản vẽ liên tục nên tài chính trong gia đình ngày càng đi lên. Còn tôi, số tiền còn lại sau khi ba bán đất xây nhà xong cũng cho luôn tôi làm vốn trong ngày cưới. Và tôi dùng số tiền đó để mở một shop thời trang nho nhỏ của riêng mình. Cuộc sống chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc. Tôi có cả hai bên ba mẹ yêu thương và giúp đỡ cũng như động viên trong công việc rất nhiều. Thắng thì ngoài giờ làm, anh luôn về với gia đình. Anh yêu thương quan tâm tôi từng điều nhỏ nhặt nhất. Và niềm vui lại nhân đôi cho đến một năm trôi qua. Gia đình tôi vui mừng đón chào thành viên mới. Cuộc sống vốn đã trọn vẹn, nay có thêm cu con, hạnh phúc lại đong đầy. Tôi ngồi cạnh chồng trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng chiếu rọi khắp phòng. Hai đứa cùng tựa đầu vào nhau, nhìn cu con đang ngủ. Bất chợt anh kéo tôi sát lại gần anh, rồi vòng tay ôm tôi thật chặt. Khẽ thì thầm bên tai tôi, anh thở mạnh, cảm giác cơ thể anh nóng lắm. Tôi sợ anh bệnh nên hỏi anh bị sao thế này, có sốt hay không. Thế mà anh chỉ lắc đầu rồi ôm siết tôi hơn. Trên đôi môi mỏng phảng phất ra câu từ không đứng đắn. Em, con ngủ rồi. Chúng ta cũng nên vận động lại cơ thể nha. Anh nhịn sắp hết nổi rồi đấy, vợ ơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.